Rồi, đầu quý đeo vẫn là lời nói quen thuộc. Cho Quắc Hào gửi đến cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất nha. Chúc tất cả anh em có một ngày săn bắt bội thu nha. Hôm nay thì vẫn công việc quen thuộc cả nhà, thăm bẫy rắn. Mình cũng tới địa điểm rồi nè. Giờ mời cả nhà cùng mình vô thăm cái bẫy đầu tiên luôn nha. Cái bẫy đầu tiên này thì hoàng nó đặt cả nhà. Hình như là đụng trước này nè. Không biết là có con gì không đây. Không biết là nó đặt ngay chỗ nào luôn. Đây, thấy cái bẫy rồi. Tình hình sao đây? Rồi, có hàng rồi cả nhà. Cái bẫy siêu mini của thằng Hoàng. Cái đầu tiên lụm hàng. Cái này thì chiên rồi nó không có dính. Chiên này thì nó lụm mà. Con này chắc được nhì quá cả nhà. Cái đầu tiên mà có hàng thì quá là ok rồi. Hy vọng là hôm nay sẽ trúng mánh nha. Rồi, để mình lấy bẫy phụ đặt lại. Khi nào tới cái bẫy tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Ở trước này thì mình có cái bẫy nữa nè. Cái này thì hay có hàng lắm nè, nhưng mà hồi chiến rồi thì nó không dính. Chiến này thì sao đây? Cái bẫy thì nằm ở trong đây. Ây da. Không thấy phân thấy gì hết trơn. Rồi cái bẫy nhà ta. Rồi dính con ngựa không cả nhà. Con ngựa chừng một lạng. Con ngựa mới nở luôn nè. Hàng siêu mini. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt thời gian vừa qua nha. Ai chưa đăng ký thì đăng ký hoàn toàn miễn phí. Anh em nào đăng ký rồi thì cho mình xin một like và một lượt chia sẻ để cho kênh mình được tiếp tục phát triển. Hôm nay thì trời nó không có mưa mà nó ra gió quá cả nhà. Có hơi ồn mà cả nhà thông cảm nha. Cái bẫy mình thì ở trong đây. Có con nào không? Rồi chuột còn luôn cả nhà. Cái bẫy này không dính nè. Cho nó bịch lúa đặt lại luôn nè. Cái này thì chiến rồi chạy được con hành đại nè cả nhà. Nhắc tới mà giờ này nó còn phê nữa nè. Một con hành đại 1,5 kg luôn. Chiến này thì còn con nào nữa không đây? Khui hàng, hy vọng là còn một con nha. Rồi, dạch ra thấy con chuột còn luôn rồi cả nhà. Không dính rồi. Cho nó bịch lúa đặt lại luôn. Tiếp tục chờ đợi. Cho nó có mùi hành nha. Nãy giờ thì chạy đường con đầu tiên cả nhà. Mấy cái sau mình thăm 2-3 cái nó chất quớt nè. Con ngựa mini. Đây con hành. Hy vọng là hôm nay sẽ không có ăn đầu bán trâu nha. 4-5 cái mà mới chạy được có một con rắn. Con ngựa này thì con ngựa mình thả luôn cả nhà. Nó nhỏ quá. Đây, đi đi em. Không thả còn không chịu đi nữa. Lúc này mưa gió quá trong bẫy nó ong cái gì mà không chịu ra. Đây, đi về cả nhà. Con này chắc được nhì. Con hành đầu tiên. Hôm nay thì trời nó không mưa mà trời gió quá.
Trời mà ra gió thì gắn nó cũng ít chạy cả nhà. Ra đi em trai. Đây cả nhà. Con này chắc ba lạng. Con hành nhì. Ba lạng là được nhì về cả nhà. Con gắn đầu tiên luôn. Để mình tắt máy cho nó vô vỏ lưới rồi đi tiếp nữa nha. Tới cá tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp luôn. Cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Mấy hôm nay mưa gió quá, thầm bẫy thất thu quá trời. Khui hàng, khui hàng. Rồi chuột nó chết luôn rồi cả nhà. Không dính này. Ây da. Rồi, cái này hình như có hiện tượng ép lúa rồi cả nhà. Không biết là phải hay là con chuột ép. Đây, cái bịch lúa nó ép ra ngoài luôn nè. Cho mình dỡ lên coi có cảm giác nặng không nha. Hình như có cảm giác nặng hay là đè cây. Rồi, nặng này cả nhà. Con gì đây, cũng khá là nặng nha. Hy vọng là con hành đây. Con hành là con hành nhất luôn á. Cái bẫy này nặng á cả nhà. Khui hàng. Rồi con hổ ngựa luôn cả nhà. Đây. Con ngựa chừng 6-7 lạng. Cũng ngon. Có thì cũng vui cả nhà. Thôi để mình lấy bẫy phù đặt lại đi tiếp luôn nha. Cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Ở đây ai làm cái gì mà trống quá trời. Cuốc trống một lỗ luôn. Cái bẫy mình thì đặt ở bên đây. Rồi nhìn vô thấy luôn nè cả nhà. Ai mới dọn cỏ nè. Cái đường đi bẫy luôn. Cái bẫy thì nó hỏng đắt luôn rồi nè. Ôi hình như hơi nặng cả nhà. Trời có hàng luôn cả nhà. Con hổ ngựa. Con ngựa này chắc mới vô cả nhà. Cái đầu còn bóng lưỡng nè. Mấy hôm nay trời bão mà chạy ngựa nó vậy. Hôm nay nắng nè. Chắc ngựa này cũng mới vô à. Cũng ngon. Chừng nửa ký lô. Tiếp tục chui lùm chui bụi. Hôm nay ra gió quá. Có hơi ồn cả nhà thông cảm nha. Bước xuống. Ở đây có mấy con bườm bịp nó ăn ốc quá trời luôn nè. Vỏ ốc này là vỏ ốc mấy con bườm bịp nó ăn nha. Đây. Còn con chuột thì nó cắn bể luôn. Còn bườm bịp thì nó móc thịt không nè. Vỏ còn nguyên nha. Chuột thì nó cắn nát cái vỏ hết rồi. Bên trong này ngóc nữa nè. Cái bẫy mình thì nằm ở trong đây. Cúi hàng, cúi hàng. Không thấy phân thấy phướng gì hết trơn. Ây da. Ây da. Rồi có hàng cả nhà. Ngon con hành nhì. Khá là ngon. Êm. Đây con này chừng nửa ký cả nhà. Con hành cục đuôi. Quá đã. Đây. Rồi để mình lấy bẫy phù đặt lại đi tiếp nha. Thấy cái tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp luôn. Trước này thì mình có cái bẫy luôn cả nhà. Ai chặt cái chuối nó ngã ngay cái bẫy luôn. Không biết cái bẫy mình còn không đây. Để mình thăm cái này rồi bắt mấy con gắn ra luôn nha. Chắc là ít dữ nhiều rồi cả nhà. Rồi mặt bẫy về cả nhà. Đây còn còn. Cái bẫy mình đây. Chặt cây mất cái dấu luôn. Rồi chuột còn luôn. Không dính nè. Để mình cho nó bịch lúa đặt lại luôn nha. Ra tới vỏ mình bắt mấy con gắn đó luôn. Bắt gắn ra luôn cả nhà. Con này này.
Thì mình đeo mấy cái bao tay bắt mấy con ổ ngựa ra nha, để cho nó cắn. Bắt nó ra phân nó ị tùm lum với nhà, con ngựa đây chừng nửa ký lô cũng ngon. Con này chừng 6 lạng cả nhà. Đây, con ngựa vàng khè. Màu khá là đẹp luôn. Vô gió lưới. Đây một con hành ba. Con hành này thì nãy có người ta mình không có quay cả nhà. Con hành ba. Đây con hành nhì. Con hành nhì cục đuôi cả nhà. Nó bị cục đuôi nè, hai cái đầu. Con này chừng nửa ký cả nhà, khá là ngon. Rồi, vô vỏ lưới luôn. Rồi, để khi nào tới cái bẫy tiếp theo mình sẽ quay chia sẻ tiếp nha. Dưới này thì mình có cái bẫy nữa cả nhà. Khui hàng, khui hàng. Có con gì không đây? Rồi, hình như chuột còn cả nhà, mình thấy nó mới chạy ra nè. Không dính này, cho nó bịch lúa đặt lại luôn. Cái bẫy cuối cùng luôn cả nhà. Thăm cái này xong tổng kết thành quả. Trời, sao cái bẫy mình nó bị lạc rồi, hòm nó nằm luôn nè. Hình như có con rắn hay gì cả nhà. Trời, con ngựa, ô con ngựa bị kẹt đầu, nó ngủm rồi cả nhà ơi.
Ý, còn sống. Ngừa kẹt đầu nó còn sống cả nhà. Con này nhỏ quá để mình bắt nó, mình khỏi quay nha, để tổng kết thành quả luôn cả nhà. Hôm nay thì không có chạy nhiều. Chạy đâu được ba con hành, hai con ngựa. Đây chừng ký mấy, 2 ký rồi cả nhà. Mùa mưa gió thành quả ở đây thì cũng quá ok. Video của mình thì cũng xin kết thúc lại tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn. Nếu cả nhà yêu mến chủ đề săn bắt thì cho mình xin một like và một lượt chia sẻ nha. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn.